Thưa quý vị và các bạn, không chỉ Việt Nam mà sau dịp Tết âm lịch, nhiều nước châu Á khác cũng đang ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh. Thậm chí số ca mắc còn được dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng trong những tuần tới. Cơ quan kiểm soát và phòng bệnh Hàn Quốc cho biết, nước này đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 kỷ lục trên 22.000 ca sau Tết âm lịch, tăng gấp rưỡi chỉ sau 3 tuần. Trước tình hình này, chính phủ Hàn Quốc đã mở rộng chính sách xét nghiệm trên toàn quốc. Theo đó, những nhóm ưu tiên sẽ được xét nghiệm PCR, trong khi những đối tượng khác sẽ tiến hành xét nghiệm nhanh để có chẩn đoán ban đầu nhanh hơn. Sau kỳ nghỉ Tết âm lịch, số ca mắc mới COVID-19 tại Hồng Kông, Trung Quốc cũng gia tăng. Nhưng giới chức đặc khu cho biết đã có sẵn phương án dự phòng như đưa vào sử dụng trung tâm cách ly cho những người bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng. Trong khi đó, những người tiếp xúc gần sẽ được sắp xếp cách ly tại nhà. Hiện kết quả giám sát nước thải cho thấy dịch bệnh đang lan rộng ở nhiều khu vực tại Hồng Kông và đặc khu này đang phải chạy đua với thời gian để chống lại virus SARS-CoV-2. Giới chức cho biết cách hiệu quả nhất là giảm lưu lượng người và tiếp xúc xã hội, đồng thời cho rằng 2 tuần tới sẽ là thời điểm then chốt trong cuộc chiến chống dịch. Trong tuần từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2, quốc gia đông dân thứ tư thế giới Indonesia đã ghi nhận tổng cộng hơn 173.000 ca mắc COVID-19, cao gấp 3 lần so với tuần trước đó. Giới chức Indonesia cho biết tình hình vẫn đang được kiểm soát tại các cơ sở điều trị COVID-19. Tuy có khả năng lây nhiễm cao hơn so với biến thể Delta, song biến thể Omicron không làm trầm trọng thêm các triệu chứng. Phần lớn bệnh nhân hiện được điều trị ở bệnh viện chỉ biểu hiện triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Tuy nhiên, nếu số ca nhiễm vẫn tiếp tục gia tăng, nước này không loại trừ khả năng siết chặt thêm các quy định phòng dịch.